Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip về cái mảng câu chuyện công nghệ, và chính xác hơn đó là mình làm cái clip nói rõ hơn về cái quy trình, cái cách tạo Apple ID mới nhất hiện nay, đó chính là vào năm 2020, cũng như điện thoại của các bạn iOS 13 hay iOS 14 hay là các bạn tạo trên laptop đều vẫn ok với cái cách này. Thì vì sao mình làm lại cái clip này? Thì trong cái khoảng thời gian vừa qua, rất là nhiều các bạn trẻ nha, các bạn xem clip của mình và các bạn dùng luôn cái Apple ID mà mình tạo ra để ví dụ trong quá trình làm clip cho các bạn. Các bạn đăng nhập lấy cái ID đó để đăng nhập vào chính cái điện thoại của các bạn luôn. Thì đây là một cái điều mà rõ ràng là không nên. Vì sao? Vì nếu mà các bạn không biết cái cách đăng nhập vào thì vô tình cái máy của các bạn nó sẽ dính luôn cái account của mình. Ha, chính vì thế mình luôn nhắn tin với các bạn là mình muốn các bạn tự tạo cho mình. Khi nào các bạn tạo cho mình mà nó bị khựng một cái chỗ nào đó, hay là nó bị một cái lỗi nào đó, thì các bạn có thể comment cho mình có thể tư vấn cho các bạn vượt lỗi ha. Thì trong thời gian vừa qua, rất là nhiều các bạn đã sử dụng những cái Apple ID mà mình ví dụ các bạn đăng nhập vào trên điện thoại của các bạn luôn. Vì sao mà mình biết được điều đó? Bởi vì khi các bạn dùng cái tài khoản đó đăng nhập vào điện thoại của các bạn thì các bạn phải có mã xác minh, các bạn mới sử dụng được những cái account đó. Thì cái mã xác minh nó sẽ gửi về đâu? Nó sẽ gửi về cái số điện thoại của Phương. Gửi liên tục. Và thậm chí nhiều bạn trẻ nhắn tin cho mình là xin cái mã xác minh đó để đăng nhập tải một cái này cái kia. Nhưng mà mình không hiểu vì sao mà các bạn trẻ lại không chịu xem clip của mình, cũng như các bạn xem tới xem lui để biết được, để các bạn hiểu được cách tạo Apple ID nó như thế nào và nó hoạt động như thế nào. Thì như vậy, khi mà các bạn sử dụng cái điện thoại của mình mà các bạn sử dụng cái account Apple ID cũng của mình luôn, thì nó sẽ rất là hay và nó sẽ đảm bảo được cái quyền lợi cá nhân của các bạn hơn khi mà các bạn xài chung như vậy. Tại vì như mình đã nói trong cái clip mà iCloud là gì á, thì nếu mà các bạn đăng nhập sử dụng một cái Apple ID của người khác đăng nhập vào điện thoại của mình, mà nếu mà các bạn không rõ được Apple ID nó còn có tác dụng gì nữa, thì trong quá trình các bạn đăng nhập á, vô tình nó sẽ mở lên thêm cái iCloud. Và nếu mà trong quá trình sử dụng, mà ví dụ như các bạn sử dụng cái account Apple ID của Phương đăng nhập vào điện thoại của các bạn, mà các bạn đăng nhập vào ở cái mục chính luôn á, cái mục mà tài khoản Apple ID luôn á, chứ không phải đăng nhập vào cái mục mà App Store để tải app. Ví dụ như các bạn đăng nhập vào mục tải App Store để tải app á, thì nó đơn giản, nó không có dính tới iCloud. Nhưng nếu mà các bạn không biết á, các bạn đăng nhập vào hẳn cái mục mà tài khoản của mình luôn á, nằm ở trong cái hàng ở trên cùng của cài đặt á, thì hả, vô tình nó kích hoạt luôn cái iCloud mở lên luôn. Thì cái iCloud đó Phương có thể điều khiển được từ xa, và trong quá trình mà Phương xài hay là Phương thay đổi password gì đó, hoặc là thì vô tình cái điện thoại của các bạn nó bị dính iCloud bởi account Apple ID của Phương luôn. Chính vì thế mình luôn khuyến khích các bạn trẻ hãy xem clip của mình một cách chậm rãi và tự tạo cho mình. Trong cái quá trình các bạn tự tạo cho mình, nó bị dính một cái lỗi nào đó hay là một cái điểm gì đó mà bị khựng, các bạn có thể comment và Phương có thể hỗ trợ xử lý cho các bạn. Trong thời gian vừa qua, rất là nhiều các bạn trẻ không làm được. Tuy nhiên, có một số các bạn đã kiên trì và cố gắng xem clip của Phương tới lui nhiều lần. Có một bạn trẻ rất là nhỏ, và bạn đó đã làm được thành công, tạo cho mình một cái Apple ID riêng để các bạn có thể đăng nhập vào và tải game, tải ứng dụng gì đó mà các bạn thích. Thì chính vì vậy, nay mình làm một cái clip lại để hướng dẫn cho các bạn một cách tạo Apple ID nó đơn giản hơn và dễ hơn nữa so với hai cách vừa rồi mình hướng dẫn các bạn. Cái clip đầu tiên mình hướng dẫn các bạn tạo một cái Apple ID trên điện thoại, thì lúc đó điện thoại của mình nó xài iOS 13 ha. Cái kiểu cách nó làm là như vậy. Nhưng có một số bạn trẻ sau này điện thoại của các bạn là iOS 14 thì cái cách tạo Apple ID nó có thay đổi một chút xíu ha. Và mình vừa rồi mình cũng có làm một cái clip kế tiếp là hướng dẫn các bạn tạo Apple ID trên máy tính xách tay hay là trên máy tính để bàn, laptop, desktop. Đó, thì không biết là các bạn có xem chưa, nhưng mà rất là nhiều bạn comment trong cái clip cũ của mình á, cái cách tạo Apple ID như thế nào á, thì mình thấy nhiều bạn còn mơ hồ quá.
Và hôm nay mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn cho các bạn tạo cho mình một cái Apple ID mới nhất và đơn giản nhất. Cái cách này các bạn có thể sử dụng được trên điện thoại luôn, và trên laptop hay trên máy tính để bàn đều được hết. Cực kỳ đơn giản ha. Các bạn chỉ cần vào cái đường link như sau cho Phương. Từ điện thoại các bạn mở trình duyệt Safari lên, hay là từ máy tính các bạn mở một bất kỳ một cái trình duyệt nào lên, và các bạn đánh giùm Phương cái đường dẫn là appleid.apple.com/vn/, và các bạn enter. Đó. Vì sao mà có cái đuôi VN? Đơn giản là các bạn khi mà các bạn gạch VN gạch thì các bạn sẽ cái trang web đó nó sẽ hiện ra tiếng Việt, và từ cái trang web đó các bạn cứ kéo xuống để đăng nhập, chọn cái mục là đăng ký mới, và các bạn sẽ tự tạo cho mình một cái Apple ID riêng cho mình, rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ làm từ trên điện thoại nè. Mình sẽ quay lại màn hình điện thoại cho các bạn coi ha. Rất là đơn giản. Cái cách này cho dù điện thoại của các bạn là iOS mấy, các bạn vẫn làm được, và các bạn sử dụng máy tính laptop, máy tính xách tay hay máy tính để bàn, các bạn vẫn sử dụng, vẫn làm được, đơn giản lắm. Rồi, ở điện thoại thì các bạn hãy mở trình duyệt lên. Ở này của Phương đang mở sẵn, giờ Phương sẽ tắt, Phương làm lại cho các bạn coi nè. Nè, ngay chỗ cái thanh trình duyệt á, các bạn đánh cho mình cái đường link appleid.apple.com, các bạn gạch chéo giùm mình và đánh chữ VN. Rồi các bạn đánh gạch một cái nữa, khoan, cái VN này tự nhiên nó hiện ra chữ Việt Nam. Rồi bật quá. Nó tự hiện ra chữ Việt Nam, nó không cho mình viết tắt. VN. Đó. Như các bạn thấy ha, là ở dưới của mình á, nó có hiện ra cái dòng kết quả phù hợp nhất á, đó ở dưới nó có ghi VN, mình nhấp vào. Bấm hủy. Rồi. Sau khi nó hiện ra cái trang chủ của cho mình tạo á, cho mình tạo tài khoản Apple ID riêng á, thì các bạn kéo xuống như mình nè. Các bạn để ý ở cái chỗ này, kéo xuống đó, các bạn đã thấy có cái chữ tạo ID Apple chưa ha. Mình để màn hình ở ngay góc bên này, các bạn nhìn vô rồi các bạn nhấp vào tạo. Rồi sau khi các bạn nhấp vào đây thì bắt đầu nó hiện ra những cái thông tin cơ bản mà các bạn cần điền vào ha. Rất là đơn giản. Tên nè, rồi quốc gia, ngày sinh, rồi đặt cái email vô. Đó, đây sẽ là ID Apple mới của bạn, thì các bạn sử dụng cái mail của mình á. Rồi, đăng nhập vào, rồi đặt mật khẩu. Mật khẩu á thì Phương lưu ý các bạn nè. Mật khẩu ở bên Apple nó yêu cầu á là phải có chữ Hoa, chữ thường, có số ha, và phải trên 8 ký tự. Nhớ nha, lưu ý cái chỗ này. Rồi số điện thoại. Số điện thoại thì các bạn phải dùng với số điện thoại chính chủ của mình, hoặc là số điện thoại, nếu mà các bạn không có số điện thoại thì các bạn phải có một số điện thoại người thân cận á, mà cái số đó lúc nào các bạn cần các bạn cũng có thể cầm được trên tay. Tại vì sao? Apple nó sẽ gửi mã xác minh vào cái số điện thoại của mình. Đó. Đó, mấy bạn không có thấy không, nó để nè, số điện thoại, nhập số điện thoại chắc chắn luôn có thể truy cập. Đó. Và nó nói là cái mã xác minh gửi tới số điện thoại của bạn là qua tin nhắn hay là nó gọi điện thoại cho bạn. Thì tốt nhất là các bạn chọn tin nhắn ha, nó sẽ gửi tin nhắn về cho bạn. Rồi, và cuối cùng là các bạn nhập một cái mã. Cái mã này nó giống như là mã chống robot đó các bạn. Đó, các bạn nhập cái mã này vào và các bạn bấm tiếp tục giùm Phương ha. Thì cái cách mà các bạn tạo tài khoản Apple ID riêng cho mình trên trang web chủ của Apple á, thì mình đã có làm một cái clip rồi. Cái clip đó mình có đặt tên là hướng dẫn tạo tài khoản Apple ID trên máy tính, bàn hay laptop. Đó. Thì các bạn, nếu mà các bạn chưa biết cái cách
đăng nhập tương tự như thế nào thì các bạn có thể xem cái clip đó. Còn cái clip này là mình làm gợi ý cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn tạo một cái Apple ID cái kiểu mới nhất của năm 2020. Trên điện thoại cũng vậy và trên máy tính cũng vậy, các bạn chỉ cần đăng nhập vào đúng cái đường link apple.com/vn gạch ha, có chữ VN thì nó mới hiện ra tiếng Việt, và có từ tiếng Việt các bạn có thể đọc từ từ và các bạn làm theo nha. Rồi, và đó là tất cả những gì mà Phương muốn nhắn gửi cho các bạn. Thì trong cái quá trình mà các bạn làm nó bị khựng một cái điểm gì đó thì các bạn cứ comment, Phương sẽ xem xét rồi hỗ trợ các bạn cái cách fix qua cái lỗi đó. Chứ mình khuyến cáo các bạn là đừng nên lấy những cái Apple ID mà mình ví dụ tạo cho các bạn xem đăng nhập vào máy điện thoại của mình. Điều đó là điều không nên. Rồi, và kế đến nữa là trong để đáp ứng đủ điều kiện tạo cho mình một cái Apple ID free thì các bạn phải có hai yếu tố, bắt buộc phải có hai yếu tố. Cái thứ nhất là một cái số điện thoại chính chủ của mình. Cái thứ hai là các bạn phải có một cái email. Và hiện tại bây giờ đa số luôn, tất cả mọi người đều sử dụng Gmail được cung cấp bởi Google. Đó, nếu các bạn muốn tạo một cái Apple ID free, đầu tiên là các bạn phải tạo cho mình một cái email trước ha, điển hình luôn là các bạn tạo cho mình một cái Gmail. Và để hướng dẫn tạo cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn tạo một cái Gmail thì mình đã làm trong cái clip email là gì rồi. Thì các bạn nên xem cái clip đó để biết được cái sự quan trọng khi mà mình có được một cái email ha. Đó, đó là hai yếu tố cực kỳ quan trọng mà các bạn cần phải có. Tại vì sao? Trong cái quá trình mà các bạn làm một cái Apple ID free á, tạo cho mình một cái tài khoản Apple ID á, thì đầu tiên Apple nó sẽ gửi một cái mã xác minh về email của bạn. Bạn phải vào hộp mail của bạn lấy cái mã xác minh đó để làm bước kế tiếp. Và các bạn phải có một cái số điện thoại chính chủ để Apple nó sẽ gửi một cái mã xác minh về cái số điện thoại đó. Và các bạn lấy cái mã xác minh đó đăng nhập vào trong cái quá trình mà các bạn đang tạo cái Apple ID free riêng cho mình. Đó, đó là hai cách mà Apple nó sẽ gửi mã xác minh về. Và đó là tuần tự của các bước. Đầu tiên là nó sẽ gửi về email, mình phải vào hộp mail mình lấy mã xác minh đăng nhập vào. Kế đến nó gửi mã xác minh về số điện thoại của các bạn, thì các bạn lấy cái mã xác minh đó đăng nhập vào, thì các bạn mới hoàn thành được các bước tạo cho mình một cái Apple ID free riêng cho mình ha. Đó là hai điểm cực kỳ quan trọng mà các bạn cần phải lưu ý. Và trong cái quá trình các bạn đang tạo cho mình một cái Apple ID free á, như cái kiểu mà mình đang hướng dẫn các bạn nè, là các bạn vào cái đường link apple.id.apple.com/vn/ và enter, thì nó sẽ tuần tự là nó sẽ gửi mã xác minh về email trước và nó sẽ gửi mã xác minh về số điện thoại sau. Đó, và cái cách mà thường Phương thấy mọi người đều bị không làm được là do các bạn không chịu đọc khi mà xảy ra một cái lỗi. Các bạn cứ làm hoài mà các bạn không chịu đọc. Cũng như cái bạn trẻ vừa rồi, có một cái bạn trẻ bạn nhờ Phương hỗ trợ, thì trong quá trình Phương hỗ trợ cho bạn ấy thì bạn ấy đang làm tạo cho mình cái account riêng cho mình á, thì tới cái bước mà nó gửi mã xác minh về email á thì bạn ấy nhập sai cái đuôi cái email của mình nhiều lần. Của ta Gmail bạn nhập là a@email.com, làm gì có cái đuôi email. Rồi gửi mã xác minh và email thì phải vào hộp mail để lấy mã xác minh. Đằng này bạn cứ cầm cái điện thoại lên chờ hoài, tại sao mà nó không gửi mã xác minh về số điện thoại đó? Do là các bạn không chịu đọc ha. Các bạn nên đọc từ từ, từng bước, làm bị lỗi bước gì các bạn giữ yên cái màn hình đó và các bạn đọc cho kỹ một chút xíu. Khi mình không thông thì các bạn hãy lên comment đặt câu hỏi với Phương. Phương sẽ cùng các bạn giải quyết vấn đề để các bạn có thể tự tạo cho mình một cái Apple ID free riêng ha. Rồi, và đó là tất cả những cái gì của trong clip ngày hôm nay. Thì cái clip này mình sẽ liên kết với một cái clip nữa để hy vọng các bạn xem được cái clip đó. Đó là cái clip hướng dẫn tạo tài khoản Apple ID trên máy tính bàn ha. Thì cái cách trên máy tính bàn với cái cách trên điện thoại nó y chang nhau. Vì sao? Vì các bạn sử dụng một đường link để tạo thôi mà, rất là đơn giản. Rồi, đó là những cái gì mà Phương muốn lưu ý cho các bạn. Hãy cố gắng lên nha, tự tạo riêng cho mình một cái Apple ID free để mình xài.
cho nó riêng tư và nó thật sự là chuyên nghiệp. Rồi, xin chào các bạn.